Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Chelsea chốt danh sách đấu Syria, Công Phượng được chọn. Báo Trung Quốc nhận xét bất ngờ về U17 Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Indonesia gia hạn hợp đồng với ông Shin Tae-yong. Huấn luyện viên trưởng Chelsea chốt danh sách đấu Syria, Công Phượng được chọn. Huấn luyện viên Philippe Chelsea vừa chính thức công bố danh sách chính thức 30 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Syria trên sân Thiên Trường của Nam Định. Sáng ngày 18 tháng 6, thầy trò ông Philippe Chelsea đã di chuyển từ Hải Phòng đi Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Syria trên sân vận động Thiên Trường. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 6, các tuyển thủ Việt Nam đã có trận đấu tập với Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Ở trận đấu tập kể trên, ông Chelsea đã quyết định tung hầu hết các cầu thủ không được đăng ký ở trận thắng trước Hồng Kông Trung Quốc như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh vào sân đấu với câu lạc bộ Hải Phòng. Đây được xem như bài kiểm tra của chủ cầm quân người Pháp với cầu thủ này trước khi đội tuyển Việt Nam chốt danh sách chuẩn bị đấu Syria. Từ màn trình diễn của các học trò trong 3 hiệp đấu, mỗi hiệp 30 phút trước câu lạc bộ Hải Phòng, tuyển Việt Nam thua 1-2 dù Công Phượng lập công. Ông Chelsea đã quyết định chọn ra 30 cái tên tốt nhất trước khi cả đội di chuyển đi Nam Định trong sáng ngày 18 tháng 6. Theo đó, thì ông Chelsea giữ lại 21 trong tổng số là 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc vừa qua. Hai cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông Chelsea trước trận đấu gặp Syria là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và cầu thủ chạy cánh Phạm Xuân Mạnh. Một số cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe ở trận đấu gặp Hồng Kông như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh vẫn được chọn vào danh sách đội tuyển Việt Nam sắp đấu Syria ở trao lửa Thiên Trường. Bên cạnh việc loại Việt Anh và Xuân Mạnh, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã lựa chọn bổ sung 6 cầu thủ đội tuyển Việt Nam và 3 cầu thủ U23 Việt Nam chưa thi đấu ở trận Hồng Kông Trung Quốc vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Syria. Cụ thể, 6 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được chọn bổ sung gồm có Trần Minh Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng. 3 cầu thủ trong đội hình Việt Nam được trao cơ hội lên đội tuyển gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú. Như vậy thì cộng với 4 cầu thủ được giữ lại sau trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Lực lượng U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu gặp Syria là 7 cầu thủ. Trong ngày 18 tháng 6, thì nhóm các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam không có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Syria đã được trả về đội bóng chủ quản, kết thúc đợt tập trung trong dịp FIFA Day tháng 6 của năm 2023. Cũng trong chiều ngày 18 tháng 6, thầy trò ông Philippe Chelsea sẽ có buổi tập đầu tiên ở Nam Định để sẵn sàng đấu Syria vào 2 ngày sau đó. Báo Trung Quốc nhận xét bất ngờ về U17 Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Việt Nam và Ấn Độ sau trận so tài ở vòng chung kết giải U17 châu Á năm 2023. Ở lượt trận giao quân bảng D giải U17 châu Á năm 2023, Việt Nam và Ấn Độ đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1 trong một thế trận khá cân bằng. Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng thế trận ở trên sân. Thống kê sau trận của SofaScore, Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn với 57% nhưng Ấn Độ lại là đội dứt điểm nhiều hơn. Cụ thể, Việt Nam tung ra 12 cú dứt điểm với 3 đi trúng đích, còn Ấn Độ có 14 pha kết thúc và 5 cú trúng đích. Trong trận đấu còn lại của bảng D, Uzbekistan và Nhật hòa nhau 1-1 sau trận đấu đầu tiên, cả 4 đội cùng có 1 điểm. Về lý thuyết, cơ hội vẫn chia đều cho 4 đội nhưng cơ hội đi tiếp của Việt Nam đã hẹp đi rõ khi hai đối thủ tiếp theo đều rất mạnh. Ở lượt trận tới đây thì Ấn Độ sẽ chạm trán Uzbekistan vẫn tại sân vận động Thammasat, trong khi đó thì Việt Nam đấu Nhật Bản trên sân vận động Rajamangala ngày 20 tháng 6. Tờ Sohu của Trung Quốc cũng tường thuật và bình luận về trận đấu giữa Việt Nam gặp Ấn Độ. Tờ báo Trung Quốc đánh giá cao cả hai đội. Lượt đầu tiên của vòng bảng U17 châu Á 2023 đã khép lại. Ở trận đấu cuối cùng diễn ra tối qua, Ấn Độ đã cầm hòa được Việt Nam 1-1. Kết quả này cho thấy những đối thủ của U17 Trung Quốc ở giải đấu này đều rất mạnh. Các bạn cần phải biết rằng đội tuyển trẻ Việt Nam thường tỏa sáng trong những năm gần đây. Việc Ấn Độ có thể cầm hòa được Việt Nam là một thành công lớn và nó đã cho thấy được thực lực của Ấn Độ. Rõ ràng thì Uzbekistan đã chứng minh được sức mạnh khi cầm hòa được Nhật Bản và Ấn Độ thì cũng tương tự khi cầm hòa được Việt Nam. Đây là một lời cảnh báo cho Trung Quốc bởi nhiều khả năng trong thời gian tới thì ở châu Á sẽ ngày càng có các đội yếu hơn. Tờ Sohu còn đăng một bài viết khác nói về cục diện ở bảng D với tiêu đề: Bảng tử thần mới ở giải U17 châu Á được sinh ra, 4 đội cùng 1 điểm, U17 Trung Quốc cần phải thận trọng. Bài viết này cũng đánh giá cao màn trình diễn của cả U17 Việt Nam lẫn Ấn Độ sau cuộc rượt đuổi ở lượt trận mở màn. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả Việt Nam lẫn Ấn Độ bởi hai đội còn lại ở bảng đấu là Nhật Bản và Uzbekistan đều rất mạnh. Theo thống kê, đây là lần thứ 7 mà Việt Nam dự giải U17 châu Á với thành tích tốt nhất là vị trí thứ 4 vào năm 2004. Trong khi đó thì đây là lần thứ 9 Ấn Độ tham dự giải đấu và thành tích tốt nhất của họ chỉ là top 8. Trước đó thì Việt Nam và Ấn Độ chưa từng gặp nhau ở vòng chung kết giải U17 châu Á và đây mới là lần chạm trán đầu tiên. Ở trận đấu này hai đội đã thể hiện được khả năng của mình và cuối cùng chia điểm với tỷ số 1-1. Màn trình diễn của hai đội là khá thuyết phục và U17 hạng Trung Quốc sẽ phải rất cẩn thận nếu như chạm trán với họ.
Theo thống kê từ Liên đoàn bóng đá châu Á, Việt Nam đã thực hiện tới 527 đường truyền trong trận đấu với Ấn Độ. Con số này cao thứ hai tính trong toàn bộ 8 trận đấu thuộc lượt đầu tiên của giải U17 châu Á năm 2023. Chỉ có duy nhất là Hàn Quốc chuyền bóng nhiều hơn Việt Nam. Những đội bóng nổi tiếng với lối chơi kiểm soát bóng như Nhật Bản hay Thái Lan đều xếp sau. Ngoài ra, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Việt Nam cũng xếp thứ hai với 84%, chỉ sau Hàn Quốc. Theo bảng xếp hạng U17 châu Á năm 2023 mới nhất, Việt Nam có điểm số cũng như hiệu số ngang với Nhật Bản. Cả hai đội đều có cùng một điểm với hiệu số là 0. Những kết quả này khiến cho cục diện bảng D trở nên khó dự đoán khi mà cả 4 đội vẫn đang ở vạch xuất phát. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 20 tháng 6 thì Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản, trong khi Uzbekistan sẽ đối đầu với Ấn Độ. Liên đoàn bóng đá Indonesia gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erik Thohir cho biết nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng với ông Shin Tae-yong sau trận đấu với Argentina. Các cuộc đàm phán hợp đồng sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 này. Chúng tôi sẽ thảo luận về bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 của năm 2024. Chúng tôi muốn nhìn thấy sự chuẩn bị của đội tuyển cũng như kết quả mà anh ấy giành được ở vòng chung kết cùng Asian Cup 2022, ông Thohir chia sẻ. Hợp đồng cũ của huấn luyện viên Shin Tae-yong với Liên đoàn bóng đá Indonesia kéo dài đến hết năm 2023. Tuy nhiên thì việc Asian Cup 2023 rời sang đầu năm sau khiến cho lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá nước này quyết định gia hạn thêm 6 năm với ông Shin Tae-yong. Đôi bên đã đạt thỏa thuận miệng sau SEA Games 32, tuy nhiên thì thời điểm gia hạn đến nay mới được hé lộ. Trước mắt, ông Shin Tae-yong của Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn tập trung tối đa cho trận đấu với Argentina ngày 19 tháng 6 này. Ông Erik Thohir mong muốn đội tuyển giành tối thiểu một trận hòa và hứa sẽ thưởng đậm. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đặt ra mục tiêu làm nên bất ngờ. Ông Shin Tae-yong tới Indonesia cuối năm 2019 và ông ký hợp đồng 4 năm với nhiệm vụ dẫn dắt 3 đội tuyển là U19, U22 và đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong tạo dấu ấn nhất là về lối chơi cũng như tìm ra nhiều tài năng cho bóng đá Indonesia. Song ông chưa thể mang về được danh hiệu nào. Indonesia vừa giành huy chương vàng SEA Games 32 nhưng do huấn luyện viên Indra Syafri dẫn dắt. Trong suốt quãng thời gian qua, ông Erik Thohir và Shin Tae-yong đã có nhiều buổi nói chuyện. Chủ tịch mới của Liên đoàn bóng đá Indo đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể. Ngoài Asian Cup 2023, ông Shin Tae-yong sẽ phải đặt ra một số yêu cầu ở chiến dịch sau vòng loại World Cup 2026 cuối năm nay và đầu năm sau. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!